Điện thoại giá rẻ, máy khỏe, pin trâu, chọn ngay Honor X6B. Điện thoại Honor 200, chuyên gia ghi nét, chân dung AI sắc nét. Thứ bạn cần là Honor có. Mua sắm tại Hoàng Hà Mobile để hưởng trăm ưu đãi dịp cuối năm. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, Trung Đông lại tiếp tục đứng trước nguy cơ chiến tranh toàn diện. Khi mới đây, Iran tưởng như không trả đũa Israel nữa, thì lại bất ngờ tuyên bố sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ mà đến Israel cũng không thể ngờ tới. Điều đó khiến Mỹ phải điều gấp một lượng lớn máy bay ném bom B-52, máy bay, vận tải và các tàu chiến lớn đến Trung Đông. Vậy thì mọi chuyện có thể ra sao? Chúng ta hãy cùng đánh giá các bạn nhé! Như các bạn đã biết thì vấn đề căng thẳng giữa Israel và Iran đã có từ rất lâu. Nhưng mà cao trào nhất là vào ngày 1 tháng 10, Iran đã bắn Israel, gây thiệt hại lớn nhất cho Israel trong vòng 40 năm qua. Việc Iran bắn Israel vào đợt này là để trả thù cho rất nhiều vụ. Vụ Israel tiêu diệt các tướng của Iran, vụ Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas ở Iran, v.v. Lần tấn công của Iran đã khiến Israel tức giận. Vì lần đầu tiên hệ thống phòng không vòm sắt của họ đã bị xuyên thủng một cách nghiêm trọng như vậy. Và đương nhiên, Israel trả thù. Sau nhiều tuần căn ke đóng đếm, nâng lên hạ xuống các mục tiêu trả đũa, thì cuối cùng Israel cũng chốt mục tiêu và tấn công vào ngày 26 tháng 10. Điều người ta cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhất khi đợi cuộc tấn công này đó là Israel đã không đánh vào các mục tiêu nguy hiểm như là cơ sở năng lượng dầu mỏ hay là cơ sở hạt nhân của Iran. Bởi các bạn biết, đụng đến cơ sở hạt nhân thì to chuyện rồi. Nếu phóng xạ mà bị phát tán ra ngoài thì có thể một vùng rất lớn của Iran sẽ không thể sinh sống được. Lúc đó Iran chắc chắn sẽ trả thù theo cách không còn gì để mất. Họ có thể sẽ lôi cả vũ khí hạt nhân ra và cho Israel trải nghiệm quá khứ của Nhật Bản. Nên Israel không tấn công vào cơ sở hạt nhân là điều thế giới tán thành. Còn cơ sở năng lượng dầu mỏ cũng vậy, đó là huyết mạch nền kinh tế của Iran. Đánh vào đây thì khác gì cắt đứt động mạch chủ của Iran. Và như vậy thì cũng có thể khiến Iran bất chấp trả thù khó tưởng tượng. Chốt lại thì Israel chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran, không đánh vào kinh tế. Cụ thể thì vào ngày 26 tháng 10, Israel được cho là đã huy động khoảng 100 máy bay, trong đó có cả những chiếc F-35 tối tân nhất, thực hiện đường bay dài 2.000 km để đánh Iran. Dù trước đó, các quốc gia láng giềng của Iran có tuyên bố rằng sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào bay qua bầu trời của họ để tấn công vào Iran. Tuy nhiên, có vẻ như Israel cứ bay và cũng chẳng ai ngăn cản. Vì để ngăn cản thì chỉ có cách là dùng tên lửa bắn rơi máy bay của Israel. Và cái quan trọng là chưa nói đến chuyện là có bắn rơi được máy bay của Israel hay không, thì cứ giả sử có bắn được, các nước cũng không dám. Vì nó sẽ lại khơi mào chiến tranh với Israel. Nên thôi, các nước thà nhắm mắt xem như không thấy cho nó bình yên. Ông Iran cũng chẳng trách được. Đợt tấn công này, Israel đã tuyên bố là họ đã đạt được các mục tiêu tấn công một cách chính xác. Các mục tiêu bao gồm các cơ sở sản xuất nhiên liệu cho tên lửa, các bãi phóng tên lửa đạn đạo của Iran và các mục tiêu quân sự phòng không của Iran. Theo quân đội Israel cho biết, nếu lần sau Israel mà tấn công Iran, thì Iran sẽ còn thiệt hại hơn nhiều. Vì lần trước đã phá hủy được phần lớn năng lực phòng không của Iran rồi, thì lần sau chẳng còn gì ngăn cản Israel nữa. Nhưng mà đó là Israel nói vậy thôi, còn có đúng hay không thì chúng ta chưa chắc chắn. Cần phải theo dõi thêm các hành động của Iran. Ban đầu thì Iran tuyên bố rằng cuộc tấn công của Israel đã bị Iran đánh chặn gần hết. Một số nơi bị tấn công thì hậu quả cũng không có gì đáng kể. Iran nói rằng tuyên bố của Israel là đánh chính xác và đạt được mục đích là bốc phét. Thế nên lúc đầu ông lãnh tụ tối cao của Iran chỉ phát biểu rằng Iran không phóng đại cũng không xem thường đòn tập kích của Israel. Và quan trọng là ông này cũng không tuyên bố sẽ trả đũa. Điều đó khiến người ngoài tin rằng vậy là xung đột Israel và Iran đã kết thúc, không bên nào tấn công bên nào nữa. Thế nhưng mà điều bất ngờ là hai ngày sau, phản ứng của Iran đã đột ngột thay đổi. Tướng của Iran đã đứng lên nói trước truyền thông rằng trong 40 năm qua, Iran chưa từng bỏ qua bất kỳ một đợt tấn công nào vào Iran. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy là Iran sẽ lại tiếp tục trả đũa Israel. Tiếp sau đó, lãnh tụ tối cao của Iran cũng tuyên bố là Iran sẽ đáp trả thảm khốc Israel. Theo báo của Israel nói rằng, Iran ban đầu phản ứng nhẹ nhàng vì không nghĩ Israel đã gây thiệt hại gì. Nhưng sau khi xem lại báo cáo thiệt hại, thì nhà lãnh tụ tối cao mới nhận ra là Israel đã gây ra thiệt hại quá nghiêm trọng, thế nên không thể không trả đũa. Cụ thể thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày 28 tháng 10. Khi mà ba quan chức của Iran giấu tên cho biết lãnh tụ tối cao đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao chuẩn bị tấn công Israel. Các quan chức nói rằng ông Khamenei đã ra quyết định sau khi xem báo cáo chi tiết về mức độ thiệt hại. Ông đã nói không thể bỏ qua vụ tập kích
Vì phạm vi đòn đánh và quân số thương vong quá lớn, không phản ứng sẽ đồng nghĩa với Iran nhận thất bại. Thủ tướng Israel phát biểu rằng, chúng tôi đã đánh trúng điểm yếu của họ. Các tuyên bố của lãnh đạo Iran không thể che giấu sự thật rằng Israel giờ có thể hành động tự do hơn bao giờ hết trên lãnh thổ của đối phương. Giới chuyên gia thì nhận định Israel đã vô hiệu hóa một số tổ hợp phòng không quan trọng, khiến Iran đặc biệt dễ tổn thương trước những đòn tấn công trong tương lai. Đòn tập kích của Israel còn nhằm gây tổn hại năng lực chế tạo tên lửa của Iran. Dù kho dự trữ hàng nghìn tên lửa đạn đạo và số lượng chưa xác định tên lửa hành trình tầm xa của Iran không bị ảnh hưởng gì. Đến nay thì Iran được cho là đã chốt xong 80 mục tiêu quân sự ưu tiên nằm sâu trong lãnh thổ của Israel. Theo Bộ trưởng Bộ Quân sự Iran, bước đi này nhằm thể hiện quyết tâm của Iran trong việc đáp trả các hành động của phía Israel và hỗ trợ các đồng minh của nước này trong khu vực. Vậy thì khi nào Iran sẽ tấn công Israel? Theo dữ liệu vệ tinh, tin báo của quân đội Mỹ ngày 1 tháng 11 cho biết là Iran được phát hiện bắt đầu di chuyển các bệ phóng tên lửa Seji, Fatah và Sabah. Iran có thể tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược của Israel vào trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. CNN thì nói rằng Iran sẽ hành động trong vòng vài ngày tới. Hành động trả đũa của Iran sẽ dứt khoát và rất đau đớn. Cuộc tấn công trả đũa được cho là có sự phối hợp giữa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Hiện thông tin về tín hiệu tấn công Iran vẫn khá nhiễu loạn. Trong khi phần lớn nguồn tin cho rằng Iran sẽ hành động trước thềm bầu cử Mỹ, thì một số khác lại nhận định Iran sẽ lùi kế hoạch sau bầu cử để tránh những diễn biến có thể tạo cơ hội giúp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử. Điều đặc biệt nhất là lần này, cuộc tấn công của Iran có thể sẽ không thực hiện được trên lãnh thổ Iran, mà thay vào đó là ủy nhiệm cho các lực lượng Iran ở Iraq thực hiện cuộc tấn công này. Vì như vậy, trách nhiệm của Iran sẽ giảm bớt, và quan trọng hơn là bắn từ Iraq thì gần hơn và khó bị đánh chặn hơn, do Israel có ít thời gian để phản ứng hơn. Chưa kể lần này Iran được cho là sẽ đánh bất ngờ, không thông báo trước. Hiện nay thì quân đội Israel vẫn đang ở mức độ sẵn sàng cao cho cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Tuy nhiên, Israel vẫn đang đánh giá quá trình ra quyết định ở Iran để xem liệu và khi nào một cuộc trả đũa sẽ diễn ra hay không. Giới chức Israel tin rằng chiến dịch không kích vào hôm 26 tháng 10 của nước này đã đẩy Iran vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi nó sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công cũng như phòng vệ của Iran. Theo trang AP dẫn nhận định của các nhà phân tích, thì tình thế khó xử của Iran hiện nay là chấp nhận nhượng bộ và khiến họ tỏ ra yếu kém, hay là đáp trả quân sự mạnh mẽ để thể hiện sức mạnh không chỉ với người dân mà còn với các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng nếu trả đũa mạnh vào thời điểm này, khi mà hệ thống phòng không của Iran đã bị suy yếu đáng kể, kho dự trữ tên lửa, máy bay không người lái hao hụt, Iran sẽ dễ bị tổn thương bởi các đòn tấn công tiếp theo của Israel. Hơn nữa là các lực lượng dân quân thân Iran ở khu vực cũng đã bị suy yếu, không còn khả năng răn đe Israel. Tuy nhiên, theo Times Israel, Đại giáo chủ Khamenei đã yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị đáp trả Iran sau khi đánh giá thiệt hại do chiến dịch không kích của Israel gây ra là quá lớn và không thể làm ngờ. Chỉ huy quân đội của Iran đã tuyên bố Iran sẽ đáp trả khiến Israel không thể tưởng tượng nổi. Một cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran cũng cảnh báo là hành động đáp trả của Iran sẽ khiến Israel phải hối tiếc. Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cũng thông báo là sẽ điều động các máy bay ném bom B-52 tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu khu trục đến Trung Đông. Mỹ tuyên bố rằng nếu Iran, các đối tác hoặc lực lượng ủy nhiệm của họ lợi dụng thời điểm này để nhắm vào nhân sự hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực, thì Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người của mình. Như vậy, có thể đoán chắc một cuộc tấn công trả đũa của Iran sắp tới sẽ được thực hiện nhắm vào Israel. Và nếu nó là một cuộc tấn công khốc liệt và không thể tưởng tượng như nhà lãnh đạo Iran tuyên bố, thì chắc chắn là Israel cũng đáp trả không kém phần. Vậy liệu chiến tranh có bùng nổ không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và sau đây là chương trình 1 phút review. Hôm nay kiến thức thú vị sẽ giới thiệu với các bạn bộ tua vít mini tới 115 món. Đây là món đồ mình đã dùng 2 năm qua, chỉ 67k free ship mà vô cùng ưu việt. Giúp các bạn có đủ loại đầu tua vít để mở mọi thứ, từ quạt điện, máy tính, camera, điện thoại, chìa khóa xe. Với 115 đầu tua vít nam châm từ tính, bộ công cụ này chấp tất cả các loại ốc 4 cạnh, 3 cạnh, 2 cạnh, lục giác, bát giác, từ to đến nhỏ. Là đàn ông thì không thể bỏ qua món đồ này, hãy bấm vào giỏ hàng và xem ngay các bạn nhé. Các bạn đã xem đồ, xin chào và hẹn gặp lại.